Chiều ngày 6 tháng 6, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã làm việc tại huyện Mường La về tiến độ triển khai các công trình dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn. Với đồ án quy hoạch chi tiết quảng trường, khu đô thị trung tâm thị trấn Ít Ong đã được Ủy ban Nhân dân huyện phê duyệt tại quyết định số 642 ngày 6 tháng 5 năm 2022 có tỷ lệ 1 trên 500, diện tích 1.030.262 m2, quy mô dân số khoảng 6.200 người, diện tích lập quy hoạch khoảng 103 ha. Ủy ban nhân dân huyện đã có văn bản bàn giao cho sở xây dựng. Hiện tại, huyện đã phê duyệt phương án cắm mốc, biển pano và công bố quy hoạch chi tiết xây dựng các hạng mục công trình. Các danh mục của dự án đã được Ủy ban nhân dân huyện cập nhật vào quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình tỉnh phê duyệt. Về dự án nâng cấp tỉnh lộ 109 đoạn giao thông Nạm Păm Ngọc Chiến giai đoạn 2 do Ủy ban nhân dân huyện làm chủ đầu tư có tổng chiều dài là 17 km với tổng mức đầu tư là 132 tỷ 946 triệu đồng từ nguồn ngân sách trung ương. Quy mô nâng cấp hoàn chỉnh các đoạn tuyến đường đạt tiêu chuẩn đường cấp 4 miền núi. Công trình được khởi công xây dựng từ ngày mùng 2 tháng 1 năm 2022, dự kiến đến ngày 31 tháng 12 năm 2023 sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng. Qua kiểm tra thực địa các công trình dự án đang triển khai trên địa bàn huyện Mường La, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu huyện Mường La phối hợp với các sở ngành của tỉnh tăng cường công tác thanh tra kiểm tra tiến độ và chất lượng các công trình, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong quản lý và thực hiện đầu tư xây dựng, kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện.